nhóm tiểu học thật hay. Mến chào các bậc phụ huynh, các bạn và các con học sinh. Cô rất vui khi được hướng dẫn các con học môn tiếng Việt lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các con là bài 8, luyện tập, mở rộng vốn từ về hoạt động thể thao, vui chơi, câu nêu hoạt động. Để học tốt bài học hôm nay, các con chuẩn bị giúp cô sách tiếng Việt 2, tập 1, vở nháp, bút mực. Các con đã sẵn sàng cùng cô tìm hiểu bài chưa nào? Các con chú ý quan sát. Đây là nội dung của bài học sách tiếng Việt trang 36-37. Các con hãy mở sách ra để cùng tìm hiểu bài với cô nào. Bài học hôm nay giúp các con phát triển vốn từ chỉ sự vật, dụng cụ thể thao, biết tên gọi các trò chơi dân gian, biết đọc câu nêu hoạt động. Để đạt được yêu cầu cô vừa nêu, cô mời các con cùng cô bước vào phần luyện tập. Các con chú ý nghe cô đọc yêu cầu. Bài tập 1. Nói tên các dụng cụ thể thao sau. Các con quan sát các tranh ở bài tập 1. Bài tập 1 có 3 tranh. Ở mỗi tranh có các dụng cụ thể thao khác nhau. Các con có từng thấy các dụng cụ thể thao này chưa? Con có thể nói được tên gọi của các dụng cụ này không? Các con chú ý quan sát. Tranh 1. Con cho cô biết tên gọi của dụng cụ này là gì? Đây là vợt bóng bàn, quả bóng bàn đấy các con. Còn tranh 2 nào? Đây là vợt cầu lông, quả cầu lông. Các con quan sát thấy ở trên tranh, trong tranh nè. Đây là vợt cầu lông, còn đây là quả cầu lông. Quan sát tiếp tranh 3 nào? Con cho cô biết tên gọi của dụng cụ này là gì? Cô nghĩ rằng bạn nào cũng biết cả. Đây là quả bóng đá, hay chúng ta còn gọi là trái banh, trái bóng, phải không nào? Các con vừa cùng cô nói được tên các dụng cụ thể thao có trong tranh. Vậy, để biết các dụng cụ này được dùng trong các môn thể thao nào, cô mời các con cùng quan sát. Quan sát tranh này, con thấy trên tay các bạn đang cầm gì nào? Trên tay các bạn đang cầm cái vợt bóng bàn, còn đây là quả bóng bàn. Vậy môn thể thao này là môn bóng bàn đấy các con. Các con có thích xem các anh chị đánh bóng bàn không? Các con chú ý quan sát tiếp. Còn tranh này, các con quan sát thấy trên tay các bạn đang cầm gì nào? Đây là vợt cầu lông, còn đây là quả cầu lông. Vậy môn thể thao này là môn cầu lông. Đây là môn thể thao dùng vợt để thi đấu giữa hai vận động viên hoặc là hai cặp vận động viên trên một cái sân cầu hình chữ nhật được chia ra bằng tấm lưới ở giữa này các con. Các con chú ý quan sát tiếp. Các con thấy trong tranh các bạn đang làm gì nào? Các bạn đang chơi đá bóng, phải không nào? Các con có thích chơi đá bóng không? Đây là môn bóng đá đấy các con. Các con nếu thích chơi đá bóng thì cũng tốt đấy, vì chơi đá bóng vừa giúp chúng ta giải trí, vừa giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe tốt đấy các con. Các con vừa cùng cô nói được tên gọi của các dụng cụ thể thao, biết được các dụng cụ đó
được dùng trong môn thể thao nào, cô mời các con cùng cô bước vào phần tiếp theo. Bài tập 2 yêu cầu dựa vào tranh và gợi ý dưới tranh. Nói tên các trò chơi dân gian. Các con chú ý quan sát các tranh ở bài tập 2. Bài tập 2 có tất cả 4 tranh. Ở mỗi tranh có các trò chơi dân gian khác nhau. Và dưới mỗi tranh có các gợi ý. Nhiệm vụ của các con là các con sẽ quan sát từng tranh và dựa vào gợi ý để hoàn thành đúng tên các trò chơi dân gian dưới mỗi tranh. Các con có thực hiện được không nào? Cô mời các con cùng cô tìm hiểu từng tranh. Ở trong tranh các con quan sát thấy các bạn đang chơi gì nào? À, các bạn đang chơi đùa với nhau rất là vui. Có một bạn đang bị bịt mắt. Vậy gợi ý là trò chơi này có tên là gì? Bịt mắt. Chấm chấm. Theo các con từ cần điền tiếp theo là từ gì nào? À, đây là trò chơi bịt mắt bắt dê. Các con có biết gì về trò chơi này không? À, trò chơi bịt mắt bắt dê là một biến thể của trò chơi đuổi bắt đấy. Trong đó, một người chơi sẽ bị bịt mắt và cố gắng đi bắt những người khác trong một phạm vi sân chơi giới hạn đấy. Các con chú ý quan sát tiếp tranh 2. Theo các con, đây là trò chơi dân gian nào? Gợi ý là chi chi chấm chấm. À, đây là trò chơi chi chi chành chành chành. Các con cùng nhắc lại tên trò chơi với cô nào. Chi chi chành chành. Chi chi chành chành là một trò chơi dân gian rất là phổ biến ở Việt Nam đấy các con. Các con có từng chơi trò chơi này chưa? À, các con chú ý quan sát tiếp tranh 3. Theo các con đây là trò chơi gì nào? Gợi ý là Nuna chấm chấm. À, đây là trò chơi có tên gọi là Nuna nu nóng. Các con cùng nhắc lại với cô. Nuna nu nóng. À, trò chơi Nuna nu nóng là trò chơi quen thuộc của trẻ con vùng đồng bằng Bắc Bộ đấy các con. Quan sát tiếp tranh 4. Cho cô biết các con thấy gì trong tranh nào? À, các bạn trong tranh đang nắm tay, cười đùa, vui vẻ với nhau và gợi ý là dung dân chấm chấm. Theo các con tên trò chơi này là gì? À, đây là một trò chơi dân gian có tên là dung dân dung vẻ. Tôi nhắc lại, tên trò chơi là dung dân dung vẻ. Các con có biết trò chơi này không? À, đây là trò chơi dân gian giúp các con rèn luyện thân thể, sự khéo léo cũng như sự nhịp nhàng, tinh thần của tập thể. Để có thể tham gia trò chơi này thì các con phải thuộc bài hát là dung dân dung vẻ, dắt trẻ đi chơi đến cổng nhà trời. Có con có từng nghe bài hát này chưa? À, nếu các con thích những trò chơi dân gian này thì các con có thể nhờ người thân hướng dẫn và chơi với các con nha. Các con vừa cùng cô nhận biết được tên các trò chơi dân gian như
bịt mắt bắt dê. Chi chi chành chành, nu na nu nóng, dung dân dung dẻ. Vậy cô mời các con cùng cô bước sang bài tập 3 yêu cầu đặt câu về hoạt động trong mỗi tranh. Các con chú ý quan sát các tranh ở bài tập 3. Có 3 tranh, ở mỗi tranh có các hoạt động khác nhau. Để đặt được câu về hoạt động ở mỗi tranh thì các con phải nêu được các hoạt động phù hợp ở mỗi tranh đó. Các con chú ý quan sát tranh 1. Theo các con, đây là hoạt động gì? À, đây là hoạt động chơi bóng bàn. Phải không nào? Chơi bóng bàn nè các con. Chú ý quan sát tranh 2. Đây là hoạt động gì? À, đây là hoạt động đánh cầu lông. Còn tranh 3, hãy nói tên hoạt động này nào. À, các bạn đang làm gì nào? À, đây là các bạn đang chơi bóng rổ. Các con vừa nói được các hoạt động phù hợp ở mỗi tranh. Vậy, để đặt câu về hoạt động trong mỗi tranh, các con chú ý. Ở tranh 1, đây là hoạt động chơi bóng bàn. Vậy, các con quan sát thấy, ở tranh 1, có mấy bạn chơi bóng bàn nè? À, có 2 bạn đang chơi bóng bàn. Vậy, cô có câu mẫu, 2 bạn chơi bóng bàn. Các con cùng đọc lại câu này với cô. 2 bạn chơi bóng bàn. Các con nhớ khi đặt câu thì chữ cái đầu câu con phải viết hoa. Cuối câu con phải có dấu chấm. Quan sát tiếp tranh 2. Đây là hoạt động đánh cầu lông. Vậy các con hãy thử đặt câu về hoạt động này giúp cô xem nào. Con hãy mở vở nhắc ra và thử đặt câu đi. Các con đặt câu xong chưa? À, con quan sát thấy trong tranh này có 2 bạn đang chơi đánh cầu lông. Vậy câu phù hợp cho hoạt động này là 2 bạn đang chơi cầu lông. Hoặc con có thể đặt câu khác hay hơn không nào? À, chúng ta có thể đặt câu là các bạn đang chơi cầu lông, phải không nào? Còn quan sát tiếp tranh 3. Đây là hoạt động chơi bóng rổ. Có mấy bạn chơi bóng rổ nè? À, có 3 bạn chơi bóng rổ, phải không? Vậy, câu phù hợp ở đây là các bạn đang chơi bóng rổ. Hoặc con có cách đặt khác câu khác không? À, chúng mình có thể đặt câu khác, đó là 3 bạn đang chơi bóng rổ. Vẫn phù hợp phải không các con? Cô mời các con cùng đọc lại các câu các con vừa hoàn thành với cô. 2 bạn chơi bóng bàn. 2 bạn đang chơi cầu lông. Các bạn đang chơi bóng rổ. Các con vừa cùng cô hoàn thành bài tập 3. Các con đã biết cách đặt câu phù hợp với từng hoạt động khác nhau ở mỗi tranh. Ngoài các hoạt động thể thao này, các con còn biết những hoạt động thể thao nào khác không?
Nếu các con biết, con có thể đặt thêm 1 đến 2 câu nói về các hoạt động thể thao mà con biết. Sau khi đặt câu xong, các con nhớ đọc cho người thân nghe nha. Ở nhà, các con nhớ xem lại nội dung bài học hôm nay cô vừa hướng dẫn. Và hãy nhớ mở vở ra, viết vào vở các câu nêu hoạt động ở bài tập 3 nhé. Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các con vào tiết học sau. Mến chào các con. Nếu các con muốn nhận được những bài học thật hay, thì các con hãy nói với ba mẹ, đăng ký, like và chia sẻ kênh Tiểu Học Thật Hay nhé.